Mỹ cho cả nhà bí quyết xả hơi sau một ngày dài quay ngoại cảnh của May chính là sản phẩm nước tẩy trang Micellar Water Yasamaya. Trên tay May đang là hai chai nước tẩy trang. Chai màu hồng là dành cho da khô và da nhạy cảm, chiết xuất từ hoa hồng, làm dịu và duy trì cân bằng nước. Chai màu xanh là nước tẩy trang chiết xuất từ lô hội Yasamaya Micellar dành cho da thường và da hỗn hợp. Sản phẩm có hai loại, dễ dàng để cả nhà lựa chọn cho từng da và sử dụng an toàn nhé. Vì da của mình là da hỗn hợp nên mình sẽ xài chai màu xanh. Ngoài công dụng chính là tẩy trang, sản phẩm còn giúp mình làm sạch, giữ ẩm, giữ mềm da, đồng thời giúp lấy đi sạch cặn bã trang điểm nhưng không làm khô da. Đặc biệt là sản phẩm không hề gây cay mắt, thành phẩm sản phẩm siêu an toàn từ tự nhiên và công nghệ Micellar Water. Và quan trọng, giá của một chai nước tẩy trang chỉ 1xx, phù hợp cho tất cả ví tiền của mọi người, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp, không mua thì hơi phí nha. Liên hẳn một clip chia sẻ cho cả nhà bí quyết rồi á, mọi người có thể thử trải nghiệm với sản phẩm mà mình đang sử dụng ha.